Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV và Radio. Và thưa quý vị, thư nhiều, Nhung xin phép đi luôn vào lá thư của một vị khán giả tên là Thành Đỗ, Nhung nhận vào ngày 16 tháng 2 bằng email. Kính thưa chị Angie Hồ Quang, em tên là Thành Đỗ, sinh tháng 6 năm 1956, hiện có quốc tịch. Vợ em sinh tháng 1 năm 1956, hiện đang là thẻ xanh. Chúng em qua Mỹ từ năm 1998. Năm tới thì chúng em sẽ đăng ký Medicare lúc 65 tuổi. Hiện nay em đang đi làm hãng và có đứng tên một tiệm nail. Em có câu hỏi nhờ chị giải thích. Đó là cho đến giờ tới đầu năm tới, vợ chồng em cũng có ghi danh Medicare. Em tới năm 66 tuổi 4 tháng sẽ lãnh hưu toàn phần. Hiện nay em đang đi làm hãng. Em thì có dự đủ tín chỉ, còn bà xã thì không có. Chúng em qua Mỹ từ năm 1998 cho tới nay. Khi 66 tuổi 4 tháng em xin hưu toàn phần. Hiện nay em có đứng tên một tiệm nail. Vậy xin chị cho biết hay giải thích cho em. Chúng em qua Mỹ năm 1998. Khi mà em lãnh hưu toàn phần thì có bị ảnh hưởng gì không? Vợ em được ăn theo người phối ngẫu 50% phải không? Cảm ơn chị. Và nếu cả hai ông bà sanh cùng năm thì cái tuổi hưu toàn phần của hai ông bà cùng đến cũng cùng năm luôn. Thì hiện nay ông có làm hãng và có làm thêm chủ một cái cơ sở thương mại. Thì đến khi mà mình tới cái tuổi hưu toàn phần 66 tuổi và 4 tháng, lúc bấy giờ ông có quyền xin 100% cái tiền hưu bổng của mình. Chắc chắn bà vợ cũng có quyền, tại vì ông bà cùng sanh cùng năm, thì ông 66 tuổi 4 tháng thì bà cũng 66 tuổi 4 tháng luôn. Thì lúc bấy giờ bà được hưởng 50% cái tiền hưu của ông. Ở cái thời điểm đó, ông có quyền tiếp tục đi làm ở sở hay là cái thu nhập từ cái cơ sở thương mại là tiệm nail, muốn làm bao nhiêu cũng được. Ừ. Và khi mà lãnh hưu toàn phần thì có bị ảnh hưởng gì không ạ? Không, lãnh hưu toàn phần rồi thì mình lãnh 100% cái tiền hưu bổng. Rồi bên nay mình tiếp tục đi làm hãng, vợ vẫn, mình đứng tên cái tiệm thì mình vẫn có cái thu nhập của cái tiệm nail thì cũng không sao hết. Dạ, cảm ơn cô. Và Nhung cũng đi tiếp luôn lá thư của một vị khán giả tên là Triệu Nguyễn, hỏi về việc nuôi bố mẹ. Nhung nhận lá thư này bằng email vào ngày 15 tháng 2. Thưa bà Hồ Quang, tôi và nhà tôi làm việc đều đủ 40 tín chỉ. Chúng tôi sang Mỹ vào tháng 5 năm 1975. Sau khi nghỉ hưu năm 2002 và năm 2005, tôi có tiền hưu quỹ 401k 150.000 cộng với tiền SSA là 1.016 đồng. Nhà tôi có pension 617 đồng cho một tháng, cộng với 517 đồng tiền SSA từ năm 2002 và 2005. Sau 18 năm, có nghĩa là tới tháng 12 năm 2019 thì quỹ 401k đã hết. Tôi chỉ còn lãnh net là 1.285 đồng một tháng. Nhà tôi lãnh 617 đồng tiền pension và khoảng 600 đồng SSA cho một tháng. Vào tháng 7 năm 2018, vì lý do tàn phế của nhà tôi, đó là bị stroke, phải lọc máu thận, wheelchair, và tôi thì bị tim và tuổi cao, nên chúng tôi phải về để ở với con gái để cho nó chăm sóc. Nhưng ví dụ như là tắm rửa, thay quần áo cho nhà tôi và đưa đi đón về từ trung tâm lọc máu. Câu hỏi, vậy thì con gái tôi có hưởng gì từ khi lo cho mẹ nó và tôi? Nhà tôi 76, còn tôi 83 tuổi. Và phải theo thủ tục nào để qualify? Qualify có nghĩa là được hưởng cái gì trong việc chăm sóc đó. Chúng tôi di chuyển từ tiểu bang Kansas đến California và đang hiện ở Ramona, California. Cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, thông thường cái dịch vụ mà chăm sóc cho người cao tuổi hay là người bệnh tật thì cái người đó phải có, nếu mà ông bà đang sống ở California, phải có Medi-Cal. Trong trường hợp này, theo cái sự chia sẻ thì tôi biết rằng ông bà có cái số thu nhập, mặc dầu net thì mang về bà một người 1.200, một người kia 600 này 600 kia cũng là 1.200,
lên đến 2.400, thì tôi không nghĩ rằng với cái tổng số thu nhập là 2.400 đồng một tháng thì ông bà hội đủ điều kiện để được hưởng Medi-Cal. Và nếu không được hưởng Medi-Cal thì không có được cái dịch vụ mà chính phủ đài thọ cho mình, là cái dịch vụ có người tới chăm sóc. Trong trường hợp đây là người con gái, thì tôi không nghĩ là người con gái của ông bà đủ điều kiện để hưởng thêm cái sự trợ cấp qua chương trình chăm sóc tại gia. Chắc là phải nhờ vào cái sự thương yêu và lòng hiếu thảo của người con của ông bà thôi. Có nghĩa là phải có Medi-Cal thì mới xin được cái dịch vụ có người tới chăm sóc. Thì cái người tới chăm sóc có thể là một người không quen biết, mà cũng có thể là thân nhân trong gia đình. Dạ, nhưng cảm ơn cô Hồ Quang, hôm nay lại biết thêm một cái chuyện mới nữa. Và tiếp theo, đó là một lá thư Nhung nhận vào ngày 19 tháng 2 của vị khán giả tên là Sơn Nguyễn. Kính thưa bà Hồ Quang, trước tiên kính chúc bà thật nhiều sức khỏe. Tôi tên là Kim Sơn Nguyễn, cư ngụ tại Atlanta, Georgia. Năm nay 61 tuổi. Tôi sinh tháng 6 năm 1958, đã làm việc được 37 năm và có quốc tịch. Theo Sở An sinh Xã hội thì tới tuổi hưu chính thức, tôi sẽ lãnh được 2.700 đồng, hoặc lãnh hưu non năm 62 tuổi là 1.860 đồng. Tôi có một đứa con trai bị bệnh Alzheimer từ lúc mới sinh ra. Cháu năm nay 25 tuổi, đang lãnh SSI 620 đồng và có Medicaid. Câu hỏi của tôi là câu thứ nhất, khi tôi về hưu, con trai tôi có được ăn theo 1.350 đồng hay không và được cho tới bao giờ? Câu thứ hai, con trai tôi đang có Medicaid, nếu ăn theo thì có bị mất Medicaid hay không? Hoặc là có thể xin được Medicare không và có phải trả 135 đồng cho Part B hay không? Câu thứ ba, vợ tôi 55 tuổi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc cho con trai. Vậy vợ tôi có được ăn theo không và có được lãnh 1.360 đồng hay không? Tôi đã tìm tòi rất lâu trên mạng nhưng không tìm được câu trả lời. Cảm ơn bà. Dạ. Bây giờ mình nói tới chuyện là ông có ý định về hưu ở độ tuổi hưu toàn phần. Cái ở độ tuổi hưu toàn phần, cái số tiền hưu của ông trên 2.700 đồng. Nghe cái con nhiều số đó ha. Đẹp. Rồi. Ông có một cháu bị autism và cháu đã lãnh SSI với Medicaid. Khi mà ông chính thức về hưu thì cháu sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng 50% cái tiền hưu của ông. Có nghĩa là như ông trình bày, hơn 1.300 đồng một tháng. Vì cái số tiền hưu của ông mà cháu được hưởng cao hơn cái mức SSI, vì vậy cháu sẽ không còn hội đủ điều kiện để được hưởng SSI nữa. Tôi đang sống ở tiểu bang Texas, thì ở tiểu bang Texas có một cái chương trình gọi là Medicaid Pickle. Cái người mà đề xướng ra cái luật đó tên là Pickle, do đó cái luật này cũng được đặt tên theo ông. Thì với cái Medicaid Pickle ở tiểu bang Texas, thì khi cái người trẻ mà bị bệnh tật hưởng cái quyền lợi hưu bổng dưới cái hồ sơ làm việc của cha hay mẹ, thì người đó mất Medicaid bình thường nhưng mà sẽ xin được cái Medicaid qua chương trình Pickle. Tôi chưa nghiên cứu về tiểu bang Georgia. Ông cho tôi hẹn lần sau tôi sẽ nghiên cứu để biết xem ở tiểu bang Georgia có cái chương trình Medicaid nào mà dành cho những em nhờ có cái tiền hưu của cha hay mẹ mà vượt cái quá cái mức SSI của tiểu bang đó rồi không được hưởng Medicaid. Tôi hẹn ông câu trả lời đó. Để trấn an, thì sau khi được hưởng cái quyền lợi hưu bổng với hồ sơ làm việc của người cha, thì cháu sau 2 năm, khoan nói chuyện Medicaid, tôi sẽ nghiên cứu để trả lời nhé. Thì sau 2 năm được lãnh cái tiền hưu bổng dưới hồ sơ của người cha, để tiền tàn tật mà dưới hồ sơ hưu bổng của người cha, thì cháu sẽ được hưởng Medicare. Sau 2 năm thì sẽ có Medicare. Sau 2 năm có Medicare. Cái đó là mình nói chuyện về cái cháu 25 tuổi nhé. Khi mà vợ ông đạt đến tuổi hưu 62, thì bà sẽ được ăn theo
Thì năm nay bà mới có 55 thôi, thì còn trẻ quá, phải được tới cái tối thiểu là 62. Thì khi 62 đó, bà được hưởng 35% trên cái hồ sơ hưu bổng của ông. Bây giờ mình nói tới cái giai đoạn đầu tiên là ông về hưu, cái cháu autism đó sẽ được hưởng 50%. Nhưng mà khi mà mẹ cháu hội đủ điều kiện về tuổi tác để hưởng cái quyền lợi của người hôn phối, thì xin lưu ý là cái số tiền hưu 2.700 đồng của ông đó, thì ông sẽ có một cái số tiền nữa người ta gọi là family max, là tổng số gia đình, tổng số những thành viên trong gia đình được hưởng số tiền là bao nhiêu. Thông thường nó là 150%, có nghĩa là ông lãnh được 2.700 cộng thêm 50% nữa, thì ai trong gia đình hội đủ điều kiện như người con thì được hưởng 50%, cháu được hưởng 1.000 hơn. Thì khi người vợ cũng hội đủ điều kiện trên nguyên tắc là được hưởng 50% theo tuổi hưu toàn phần, hay là 35% khi mà đến tuổi 62, thì cái trọn gói lúc bây giờ nếu vừa mẹ vừa con cũng chỉ được tới cái mức 50% cái số tiền hưu của ông mà thôi. Thì giống như cái bánh cháu ăn nguyên khi mà mẹ chưa đến tuổi hưu, đến khi mẹ tới tuổi hưu thì cháu với mẹ sẽ chia nhau cái số 50% đó. Ừ. Và cũng liên quan đến lá thư này thì cũng còn một vài câu hỏi nhỏ nữa. Và Dung nhận thấy rằng phần 1 cũng đã hết thời lượng rồi. Mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.